Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Mạnh Tiến sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cách kết nối hát live stream bằng Socac HF5000 và mic Zomat 79 nhé. Đầu tiên chúng ta cấp nguồn cho HF bằng dây USB 2.0. Chúng ta có thể sử dụng đốc sạc hoặc sạc dự phòng và cả máy tính nhé. Tiếp theo chúng ta cấp nhạc cho Socac bằng dây 3.5 ra 3.5. Tiếp theo chúng ta cấp nhạc cho Socac bằng dây 3.5 ra 3.5. Bây giờ chúng ta dùng dây live MA1 để kết nối thu âm hoặc live stream. Chú ý dùng đầu màu hồng cắm vào Socac còn đầu đen cắm vào điện thoại để live nhé. Tiếp theo không thể thiếu được khi live stream đó chính là tai nghe nhé mọi người. Bước cuối cùng chỉ cần kết nối micro vào là hát thôi. Chúc mọi người thành công nhé!